dạ em xin chào mọi người thì còn à, khoảng 2 tuần nữa là mình à, đến tết rồi cho nên à, hôm nay em lên cái clip này để giới thiệu những cái Fender còn sót lại để mọi người có lựa chọn một cái cây ưng ý mà chơi tết hay mọi người Đó, à, thì đầu tiên em xin giới thiệu với mọi người một chiếc fender st 62 dòng này rất là xịn nha mọi người đây là một cây st 62 dòng cao ha à, cây này là dòng dòng cao đấy thì à, bởi vì nó sở hữu một cái bộ bích cúp fender mỹ hay mọi người đây là một bộ bích cúp mỹ rất là xịn này thì ngoại hình cây này tuy là không có được đẹp như mới nhưng mà về cần phím thì rất là ngon chơi rất là ok ha Đó, bộ khóa này là bộ khóa nguyên zin của nó này Đó, bộ khóa nguyên zin nha mọi người nó cần mặt mặt cần mặt bộ này ha? cái cần mặt bộ này thì cầm rất là mượt tay nha mọi người và mặt phím là mặt phím Rowood Mặt phím này là mặt phím robot nha mọi người Sở hữu một cái bộ bích cúp gọi là bích cúp Mỹ nha. Đây là một bộ bích cúp Texas uh, uh, Bích cúp Mỹ Đây là bộ ngựa gọi là bộ ngựa Fender này, Rồi thì uh, cây này uh, Nhìn chung ngoại hình thì uh, có một số cái vết chạy ở đây ha Đây một số vết chạy Ở trên này thì uh, nó bị mẻ và em đã chám lại và em đóng cái uh, cái nút để mọi người đeo đeo dây đàn vào ha rồi và cây này thì bởi vì uh, nó là cái dòng cao nó là một cái fender dòng cao tiếng nó rất là hay nó còn thêm còn sở hữu thêm một bộ bích cúp mỹ nữa cho nên uh, cây này thì em bán với giá là 14 triệu ha mọi người đó 14 triệu đó, mọi người muốn tham khảo muốn biết thêm chi tiết thì liên hệ với em qua zalo hoặc số điện thoại ha mọi người hoặc là facebook em có kèm một cái link facebook với lại một cái uh, group trao đổi đàn ở bên dưới phần mô tả nha đó. thì hình thức mua bán của anh em thì là như mọi người đã xem những clip trước rồi thì mọi người cọc trước giúp em là 500 nghìn đó, sau đó em sẽ ship đàn và mọi người nhận hàng và thật tốt số tiền còn lại ha mọi người rồi. Đây đầu tiên là một cây Fender Nhật ST62 bích cúp Mỹ nha mọi người còn đây là mã seri của nó nè à, mã số seri Made in Japan. À, mọi người ai thích cây những cái mẫu viên như vậy thì liên hệ với em ha rồi dạ và tiếp theo vẫn là một chiếc uh, Fender ST62 nữa nha mọi người cây này có mã số 4 á. Đó, cái cây này có mã số 4 ngoại hình thì có một số vết chày nhỏ trên này ha đó, còn lại thì rất là bóng bẩy này cây này thì sở hữu một cái bộ bích cúp thường thôi ha mọi người một bộ bích cúp thường thôi đó đây rất thích in ra bằng số seri nha Đó, à, cây này có mã số 4 rồi cần phím cây này thì rất là ngon à, sao tiếng cũng cực, cực kỳ gọi là lan can luôn à, mọi thứ đều nguyên viên hết nha mọi người cây này có mã số 4 và cây này nó có một cái vết xước ở đây khá là to đây ha. À, không thành vấn đề gì khi mọi người chơi ha người chơi thì nó vết xước này nó, nó nằm ở dưới và ở trong nữa Thế nên cũng uh, sẽ không có thấy rồi, và cây này thì em bán với giá là 13 triệu thôi ha mọi người. ST sáu 62 mã số 4. Giá là 13 triệu ha. <laughs> Rồi. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu với mọi người một chiếc Fender ST OT. ST OT, STD nha mọi người. Cái này màu vàng. Ha. Cây này màu vàng nha. Body màu vàng rất là đẹp. Nha. rất là chói luôn. Rất là sáng chói thì đàn này nó có một số cái vết chày nhỏ nè mọi người đó số vết chày nhỏ rất là nhỏ thôi rồi cái này được sử dụng bộ ngựa là bộ ngựa khóa vàng ha bộ ngựa mạ vàng và bộ khóa cũng là khóa vàng luôn Đấy. Đó, khóa vàng có hơi bị xi si chút xíu ha rồi và cái này thì giá của nó rất là mềm giá nó mềm nhất ở trong cái lô ngày hôm nay luôn nha mọi người đó, cái này có giá chỉ có 8 triệu thôi một cây fender nhật std giá 8 triệu nha mọi người mọi người sở hữu những cây này về làm xô rất là im nè giá này giá này rất là rẻ rồi, rồi. và tiếp theo đây thì em cũng lên một thêm một cây gọi là ST62 nữa nhưng mà cây này rất là đặc biệt nha mọi người cây này là một cái dòng sót keo đó dòng sót keo mà sót keo có nghĩa là gì là cái thân nó khá là nhỏ Đó. khá là thân nó nói chung là nhỏ hơn một cái nhỏ hơn sai đàn bình thường một chút xíu và cái cần của nó sẽ ngắn hơn nói chung là nó rất là gọn nha mọi người cây này nó cũng rất là gọn Đó. bộ khóa còn rất là mới nè cần bóng bẫy nè đây mất in ra băng đàng hoàng nha mọi người Đó. thì cây này nó lại thêm là được sở hữu một cái bộ bích cúp mỹ nữa nha mọi người. Đây, đây là một bộ bích cúp mỹ. Đó, ngựa là người fender này. Ngựa fender ha, mọi thứ còn nguyên viên hết nha mọi người. Đây, nó còn bọc bảo, bảo vệ chưa tháo, chưa tháo ra nữa nè. Rồi, à, cây này là dòng sót keo. À, khá cầm lên thì nó khá là gọn cho mọi người này. À. Cây này rất là gọn. Rồi và cây này thì à, À, nó có một cái vết chạy ở dưới này nha mọi người Nó à, có một cái vết cấn ở đây ha. Ở đây thì em đã chám lại liền lạc rồi Nó cấn ở đây chút xíu Em đã chám lại liền lạc ha mọi người Rồi và cái này thì em bán với giá là 14 triệu Ha mọi người à, Đàn thì những cái vendor trong cái clip này Thì à, cây nào giá cũng Trên 10 triệu hết Nhưng mà cũng cần xem xem à, Trên dưới 10 triệu Trên dưới 10 triệu cho nên Những cái phần à, ưu đãi cho những cái đàn này Cũng khá là nhiều ha mọi người À, mọi người mua sẽ được uh, bên shop em gọi là ưu đãi một số cái phụ kiện rất là ngon. Với lại uh, thêm một số cái này cái kia. Thì uh, khi này mọi người cứ lựa chọn thích cái nào thì cứ liên hệ với em ha. À, Mã số 6 Fender ST62. Shot keo giá là 14 triệu Và kế tiếp thì em uh, giới thiệu với mọi người là một chiếc Fender ST HT, STD ha. Đây. Đây là dòng Fender ST HT, STD. Đó. À, mặt tớp rất là đẹp nha mọi người mặt tớp rất là đẹp Đó, mặt lưng cũng khá là đẹp Đó, mặt lưng khá là đẹp Đó, cái nó có một cái miếng dáng này rất là đẹp rồi thì còn ở dưới đít của nó dưới đít dưới đít đàn dưới đít đàn thì nó có một số cái vết cấn như vậy ha nha mọi người có một số vết cấn nhâm 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 ha bên này cũng có một chút còn lại thì rất là ngon cần phím này cực kỳ ok ha mọi người con này được sử dụng một bộ khóa gọi là bộ khóa tô đây đây là khóa tô của nhật làm ha mọi người khóa này dặn rất là im tay đó đang có một chỉ cần máy in ra bằng nha rồi và cây ST, std này thì em bán với giá là 10 triệu ha mọi người 10 triệu đó. giá là 10 triệu ạ à. rồi và tiếp theo đây là một cây uh, fender dán là dán telecaster ha mọi người, đó, đây là màu đen, fender màu đen, telecaster ha, rất là sang nha mọi người, màu rất màu sang, màu rất là đẹp này, mọi thứ rất là bóng bẩy, khóa này, mở Google tô nha mọi người, mở gô tô, đây, in japan nha. Đó, đó sẽ bằng. Đang rất là ok rồi, và cây này thì em bán với giá là 10 13 triệu hả mọi người 13 triệu rồi Fender à, Telecaster cây này em nhớ không làm cái mã của nó là TL40 nhé mọi người rồi, dòng này là TL40 thì giá là 13 triệu ha Đó. rất là đẹp ai mà thích mấy cái dáng tệ lê thì chơi những cây này rất là đã tay đánh rất là mượt rất là sướng rồi và cuối cùng thì là một cây fender uh, telecaster đây là 40 nữa ha mọi người Đấy, in xe băng này mã số bên này này à, số ha mọi thứ là còn nguyên hết nha mọi người đàn rất là đẹp luôn cây tê này rất là đẹp luôn và cây này thì nó cũng giống như cây đen thôi. Thì à, giá của nó là 10 13 triệu ha mọi người, 13 triệu em sẽ để giá trên màn hình cho mọi người dễ tham khảo hơn ạ. À. Rồi. và đây cũng là cây Fender uh, cuối cùng trong cái clip ngày hôm nay rồi. Em chỉ còn có vài cây thôi. Thì mọi người uh, lựa chọn xem mình uh, thích cây nào thì liên hệ với em qua Zalo số điện thoại hoặc là Facebook cá nhân của em ha mọi người đó, thì hình thức mua bán như em đã nói thì là mọi người cọc trước giúp em 500 nghìn sau đó em sẽ ship hàng và mọi người nhận thanh toán số tiền còn lại ạ đàn bên em thì có bảo hành cho mọi người chơi là 12 tháng shop em thì nằm tại thành phố Cần Thơ em mọi người nằm tại quân Ninh Kiều thành phố Cần Thơ đấy đó mọi người mua thì sẽ được bên em ưu đãi gần tết này có khá là nhiều cái ưu đãi cho mọi người ha đó. và được tặng kèm thêm phụ kiện với lại hướng dẫn cho mọi người cách uh, sử dụng này kia Đó. rồi em xin uh, kết thúc clip ở đây ạ chúc mọi người có một năm mới ăn khang thịnh vượng